Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đã chọn kênh truyền hình BRT để đón nhận thông tin thời sự. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thưa quý vị, những thông tin liên quan đến kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia đang là tâm điểm chú ý nhất hiện nay. Trong đó có chuyện gian lận điểm thi tại tỉnh Hà Giang. Gõ cửa ngày mới, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn kết quả vào cuộc của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Hà Giang để chỉ ra những sai phạm và đối tượng trực tiếp can thiệp sửa các dữ liệu bài thi nhằm thay đổi điểm số của thí sinh. Với đặc điểm tự nhiên có nhiều bãi biển đẹp, những dãy núi hùng vĩ và các di tích lịch sử nổi tiếng, huyện Đất Đỏ ngày càng thu hút nhiều khách du lịch lựa chọn làm hành trình tham quan nghỉ dưỡng kết hợp với khám phá. Đây cũng là thông tin được chia sẻ trong phần cuối của chương trình. Còn với câu chuyện ai thế nào vì sao, mời quý vị cùng làm quen với cô giáo Bạch Thị Lệ, người trực tiếp đứng lớp dạy nghề may tại Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em Long Hải, huyện Long Điền. Còn bây giờ là thông tin nổi bật từ vòng quay 24 giờ. Tăng cường chỉ đạo thực hiện chống khai thác thủy sản bất hợp pháp. Ngày Chủ nhật xanh. Thưa quý vị, kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khóa 6 diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 7. Tại kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thảo luận đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2018, quyết nghị về các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm 2018. Chủ trì phiên khai mạc sáng qua là ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh là ông Trần Đình Khoa và ông Trần Văn Tuấn. Tham dự phiên khai mạc còn có ông Nguyễn Văn Tuyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Bùi Thanh Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Trong 6 tháng qua, nhờ sự quyết liệt, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế của tỉnh đều tăng cao so với nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nổi bật là tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP không tính dầu thô và khí đốt tăng 7%, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng gần 11,3%, doanh thu dịch vụ lưu trú tăng hơn 13%, kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí tăng hơn 12,8%, tổng thu ngân sách trên địa bàn khoảng 36.900 tỷ đồng tăng gần 11,7% so với cùng kỳ. Tỉnh đã khởi công và thu hút được một số dự án lớn, thường xuyên tìm hiểu, tháo gỡ nhiều tồn tại vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp. Các hoạt động giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao được triển khai đầy đủ kịp thời. An sinh xã hội được đảm bảo. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được duy trì. Quốc phòng an ninh được giữ vững. Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế xã hội của tỉnh vẫn còn nhiều tồn tại thách thức. Một số chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế còn thấp hơn mức bình quân chung của cả năm theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh như GRDP, giá trị sản xuất công nghiệp, tiến độ triển khai ở các dự án khởi công mới, nguồn vốn ngân sách còn chậm, việc triển khai các dự án đầu tư của doanh nghiệp trong nước, ngoài nước tiêu thụ, tiến độ đầu tư chậm, công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát của một số cơ quan đơn vị chưa thật sự quyết liệt, nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành theo kế hoạch như việc khắc phục ô nhiễm môi trường trong dân cư, việc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình xử lý các dự án trọng điểm ngành du lịch, các dự án lớn. Trong phiên họp sáng nay, các đại biểu đã nghe báo cáo một số nội dung về thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và ước thực hiện 6 tháng cuối năm, thông tin về kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 và kết quả hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong 6 tháng đầu năm, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8. Việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến Hội đồng Nhân dân tại kỳ họp thứ 6 và thứ 7, kết quả thực hiện kiến nghị của các đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2017. Buổi chiều, các đại biểu nghe báo cáo thẩm tra các đề án tờ trình về phân cấp quản lý tài sản công, nghe dự thảo nghị quyết thông qua quy hoạch tổng thể phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Danh mục các dự án có thu hồi đất, các dự án tờ trình của Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban của Hội đồng Nhân dân trình tại kỳ họp. Thưa quý vị, hôm nay 19 tháng 7, kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục làm việc ngày thứ hai với nội dung thảo luận theo tổ về tình hình kinh tế xã hội và các đề án dự thảo nghị quyết. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin của kỳ họp trong các chương trình thời sự tiếp theo. Tiếp tục chương trình là những thông tin về kinh tế. Các chuyên gia bất động sản nhận định nguồn vốn FDI tăng chứng tỏ những tín hiệu tích cực đến với thị trường.
Cách đây khoảng 10 năm, mặc dù số vốn FDI đổ vào thị trường bất động sản lớn, nhưng cũng chỉ chiếm khoảng 10% tổng lượng FDI chung rót vào Việt Nam. Việc bất động sản Việt Nam thu hút được đầu tư từ nước ngoài được kỳ vọng sẽ giúp chuẩn hóa thị trường, tạo ra những giá trị theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng tầm thị trường bất động sản Việt Nam. Trước mắt, nguồn hàng bất động sản sẽ dồi dào, phong phú và đa dạng hơn trước. Giai đoạn hiện nay, các nhà đầu tư ngoại cũng quan tâm mật thiết đến nhu cầu ở và tiêu dùng. Đây mới thực sự là nhu cầu lâu dài và mang tính bền vững của thị trường bất động sản. Điều này cũng làm nên sự khác biệt trong thu hút FDI vào thị trường bất động sản Việt Nam năm 2018. Trong vòng một tháng kể từ ngày 13 tháng 6, tức là ngày Mỹ công bố quyết định tăng lãi suất thêm 0,25% và hé lộ kế hoạch có thêm 2 lần tăng lãi suất trong năm, đồng nhân dân tệ mất giá 4,98% và Việt Nam đồng mất giá 1,05%. Giả sử cùng một chiếc áo, nếu ngày 13 tháng 6, cả Việt Nam và Trung Quốc cùng xuất sang Mỹ có giá $100, thì một tháng sau, giá chiếc áo này của Trung Quốc sẽ rẻ hơn Việt Nam gần 4% do chênh lệch tỷ giá. Vì lý do này, nhiều người lo ngại sẽ có thêm sức ép cạnh tranh hàng hóa Việt Nam khi xuất khẩu. Những rủi ro đến lớn cho doanh nghiệp hiện nay tôi thấy là cho nửa sau của năm và có thể là sang đến đầu năm sau, thì trước hết là về rủi ro về tỷ giá. Bởi vì ảnh hưởng bởi cái cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung làm cho cái tỷ giá của Trung Quốc hiện nay giảm rất mạnh so với đồng đô la Mỹ, và Việt Nam không thể nào mà không điều chỉnh cái tỷ giá của mình. Và vì thế nó sẽ tạo ra một cái rủi ro cho doanh nghiệp. Thế nhưng các chuyên gia phân tích lại cho rằng nếu nhìn trên bình diện rộng và dài hạn, xuất khẩu của Việt Nam vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi sự phá giá của đồng nhân dân tệ và nhiều đồng tiền khác. Như đồng nhân dân tệ và Thái Bạt đều đã tăng khoảng 3%. Tính trong vòng một năm vừa qua, thì cái việc mà đồng nhân dân tệ và Thái Bạt mất giá trong vòng hơn một tháng trở lại đây vẫn chưa làm thay đổi cái cục diện là các đồng tiền đó đã vẫn đang lên giá về mặt dài hạn. Thì cái việc mà đồng Việt Nam đồng của chúng ta tính trong vòng một năm vừa qua mất giá tầm khoảng 2%, thì thực tế là hàng xuất khẩu của Việt Nam vẫn đang được hưởng lợi từ cái việc đó. Thì chúng ta cần có một cái nhìn dài. Các chuyên gia kinh tế cho rằng giá trị đồng Việt Nam hiện tại là hợp lý, sự điều chỉnh trong thời gian qua là vừa đủ. Cán cân tổng thể quý 2 vừa qua vẫn dương hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Dự báo trong ngắn hạn, cung cầu ngoại tệ vẫn được duy trì ổn định, hỗ trợ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Trong những tháng đầu năm 2018, nhờ tỉnh thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp du lịch, tăng cường các hoạt động xúc tiến quảng bá, phát triển sản phẩm và môi trường du lịch, nên lượng khách đến Bà Rịa Vũng Tàu tăng mạnh với hơn 6,5 triệu lượt khách và doanh thu đạt trên 2.800 tỷ đồng. Trong 6 tháng cuối năm 2018, ngành du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với VNPT Bà Rịa Vũng Tàu đánh giá thử nghiệm hoạt động của phần mềm du lịch thông minh trên địa bàn tỉnh, triển khai kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Bên cạnh đó, vận động khuyến khích các đơn vị cơ sở kinh doanh du lịch tiếp tục đầu tư, nâng cấp, xây dựng nhiều loại hình dịch vụ mới để đón khách trong dịp cuối năm. Vào thời điểm tháng 5 năm 2018, đoàn thanh tra của Tổng vụ các vấn đề về biển và thủy sản của Ủy ban châu Âu, gọi tắt là EC, đã sang làm việc tại Việt Nam để kiểm tra tình hình triển khai thực hiện 9 khuyến nghị của EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy việc chống khai thác bất hợp pháp tại một số địa phương chưa được cải thiện, công tác chứng nhận xác nhận sản phẩm thủy sản khai thác còn sai sót, hệ thống giám sát tàu cá chưa đáp ứng được yêu cầu. Tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài vẫn diễn biến phức tạp. Mức xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm khai thác IUU còn thấp, chưa tạo được sự răn đe, chưa tương đồng với một số nước trong khu vực và quốc tế. Chính vì vậy, đoàn công tác sẽ tiếp tục sang kiểm tra, đánh giá và xem xét cụ thể việc khắc phục thẻ vàng của Việt Nam vào đầu năm 2019. Sau khi có kết quả kiểm tra của đoàn thanh tra tổng vụ các vấn đề về biển và thủy sản của Ủy ban châu Âu về tình hình khắc phục thẻ vàng của Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo các địa phương ven biển tăng cường thực hiện việc chống khai thác cá bất hợp pháp theo yêu cầu của EC. Việc kiểm tra chú trọng vào quản lý kiểm soát đội tàu của địa phương, kiên quyết rút giấy phép khai thác, không cấp giấy phép mới đối với chủ tàu có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ hoặc bị phát hiện trên hệ thống giám sát hành trình. Ngành chức năng cũng yêu cầu các chủ tàu hoặc thuyền trưởng tàu cá đã được lắp thiết bị Movima phải mở máy 24/24 giờ khi đi khai thác hải sản trên biển.
Thưa quý vị, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với tỉnh đoàn tổ chức hội nghị báo cáo chuyên đề Tổng quan nông nghiệp thông minh 4.0 trên thế giới và khả năng áp dụng ở Việt Nam. Hội nghị đã thu hút sự tham gia của hơn 100 đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh. Tham gia hội nghị báo cáo chuyên đề Tổng quan nông nghiệp thông minh 4.0 trên thế giới và khả năng áp dụng ở Việt Nam, hơn 100 đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh được tiến sĩ Lê Quý Kha, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam trình bày tóm lược về cách mạng công nghiệp 4.0, khái niệm xuất xứ nông nghiệp 4.0, hiệu quả của việc áp dụng công nghệ 4.0 tại một số nước và việc triển khai ứng dụng thiết bị công nghệ vào sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam như cảm biến, điều khiển, ẩm độ, nhiệt độ, tưới tự động, đèn LED. Tại hội nghị, công ty cổ phần Đại Thành tại thành phố Bắc Ninh đã trình diễn một số mô hình công nghệ và thiết bị trong nông nghiệp 4.0 đang được đơn vị áp dụng tại các tỉnh thành trong cả nước. Nhằm từng bước nâng cao kiến thức, năng lực quản lý hành chính, kinh tế xã hội cho các chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh vừa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2018 cho 50 học viên là lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các xã trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian một tháng, từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 24 tháng 8 năm 2018, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các xã trên địa bàn tỉnh được quán triệt 21 chuyên đề về những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị ở xã, vai trò của hệ thống chính trị xã trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, cải cách hành chính nhà nước ở địa phương và tổ chức hoạt động của chính quyền xã. Bên cạnh đó, các học viên được bồi dưỡng những kỹ năng cần thiết trong hoạt động của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp xã như kỹ năng quản lý điều hành của Ủy ban Nhân dân xã, kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kỹ năng tiếp dân và thực hiện dân chủ ở xã. Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu vừa chính thức công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển đại học chính quy theo kết quả Trung học Phổ thông Quốc gia 2018. Mức điểm chuẩn trung bình của các ngành là 13 điểm, riêng ngành công nghệ kỹ thuật hóa học mức điểm chuẩn là 14 điểm và ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng có mức điểm chuẩn cao nhất là 15 điểm. Năm học 2018-2019, trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu tuyển sinh 2.000 chỉ tiêu hệ chính quy ở 46 chuyên ngành, trong đó có 5 chuyên ngành mới. Mỗi ngành tuyển sinh 200 chỉ tiêu gồm logistics và quản lý chuỗi cung ứng, quản trị dịch vụ, du lịch và lữ hành, nông nghiệp công nghệ cao, quản trị nhà hàng khách sạn, tổ chức và quản lý khai thác cảng. Ngoài ra, trường cũng tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ với 3 chuyên ngành gồm công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh và phương pháp giảng dạy tiếng Anh. Năm nay, trường tiếp tục áp dụng song song hai hình thức xét tuyển là dựa trên kết quả kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia và xét tuyển học bạ Trung học Phổ thông. Trong đó, xét tuyển học bạ Trung học Phổ thông được xem là phương thức giúp thí sinh có thêm nhiều sự lựa chọn, cơ hội trúng tuyển đại học với tổ hợp môn đa dạng, cách thức đăng ký đơn giản. Thưa quý vị, ngày Chủ nhật là thời điểm mọi người nghỉ ngơi sau một tuần làm việc, nhưng vẫn có những người dùng ngày nghỉ của mình cho những việc công ích. Tại phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu thì gần 3 năm nay, người dân địa phương đã sử dụng ngày Chủ nhật để cùng tổng vệ sinh các con hẻm. Đây cũng là cách để gắn kết bền chặt hơn mối quan hệ cộng đồng. Mỗi sáng Chủ nhật, ở khu phố 3, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu, người dân trong khu phố luôn bắt đầu ngày mới bằng việc cùng nhau quét dọn các con hẻm. Không chỉ có người lớn tuổi mà nhiều thanh thiếu niên ở hầu hết các gia đình đều tham gia ngày Chủ nhật xanh. Tôi là người dân ở đây đồng tình với pháp luật của nhà nước và đồng thời vệ sinh rác rến xung quanh nhà và khu phố. Cái hoạt động này thì rất thiết thực đối với bà con và tất cả bà con mà ở khu phố mà kêu phong trào đi làm sạch xanh đẹp thì tất cả mọi người đều hưởng ứng, kể các em học sinh nữa. Phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu có hơn 4.500 hộ dân, gần 24.000 nhân khẩu. Người dân ở đây chủ yếu là các tiểu thương, ngư dân, công nhân các khu công nghiệp. Để xây dựng đô thị văn minh sạch đẹp, từ cuối năm 2015, phường đã xây dựng chương trình Ngày Chủ nhật xanh. Ban đầu, chương trình chỉ thu hút những người lớn tuổi trong các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh tham gia. Nhưng khi thấy các cụ thực hiện những nghĩa cử đẹp, làm sạch sẽ nơi mình ở, người dân trong khu phố, nhất là thanh thiếu niên, noi gương ông bà cha mẹ mình cũng tích cực tham gia. Với sự chung tay của nhiều người, hàng chục km đường tại chính khu phố của phường Thắng Nhì, gần 3 năm luôn sạch sẽ. Tình trạng vứt rác, đổ nước thải sinh hoạt bừa bãi hầu như không còn.
Tới nay người dân đã tạo được sự đồng tình hưởng ứng của toàn thể cán bộ, công nhân viên và toàn thể nhân dân trong phường, thì đã có ý thức không những giữ gìn tổng vệ sinh ngày Chủ nhật mà giữ gìn vệ sinh trong các ngày hàng tuần và hàng ngày. Người dân cũng đã thực hiện vệ sinh sạch sẽ đường phố và hiện nay nước xả ra đường thì cũng đã không còn nữa. Người dân từng khu phố duy trì đều đặn ngày Chủ nhật xanh, giữ gìn sạch sẽ các con hẻm, thì đối tượng cán bộ viên chức của phường Thắng Dì cũng duy trì ngày Chủ nhật xanh, tổ chức dọn vệ sinh đều đặn khu vực trụ sở Ủy ban nhân dân phường và xung quanh đình Thắng Dì. Có những cái buổi Chủ nhật mà trời mưa người ta vẫn tập trung người ta làm, tức là người ta nhớ tới cái ngày đó và rất có cái thiện cảm muốn làm tích cực. Đặc biệt ngày Chủ nhật xanh sạch đẹp này là tiếp tục phát triển theo nhiều tầng lớp, như là vận động thanh thiếu niên học sinh tạo nên một cái ý thức lao động theo năm điều Bác Hồ dạy. Ngày Chủ nhật xanh không chỉ là hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường của cán bộ và nhân dân phường Thắng Dì, thành phố Vũng Tàu, mà còn là hoạt động gắn kết bền chặt hơn cộng đồng dân cư địa phương, là cơ hội để mọi người động viên nhắc nhở nhau thực hiện những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Thưa quý vị, phát huy truyền thống cách mạng, những năm qua nhiều gia đình chính sách trên địa bàn huyện Đất Đỏ vẫn tiếp tục đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục cống hiến công sức xây dựng quê hương. Câu chuyện về ai, thế nào, vì sao, hôm nay mời quý vị đến thăm những đối tượng gia đình chính sách đã và đang tiếp tục là gương sáng trong đóng góp xây dựng phát triển kinh tế xã hội tại Bà Rịa Vũng Tàu. Trong thời chiến, ông luôn ở tuyến đầu chiến đấu giành hòa bình độc lập dân tộc, thì thời bình ông lại tiên phong xây dựng nông thôn mới. Ông là Trần Anh Dũng, thương binh 4/4, hiện ở xã Long Tân, huyện Đất Đỏ. Gần 10 năm trở về đời thường sau khi miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất, ông Dũng mới dần ổn định cuộc sống. Và rồi không chỉ nỗ lực gây dựng kinh tế gia đình bằng tâm thế, khó khăn nào cũng vượt qua của bộ đội Cụ Hồ, ông còn tích cực tham gia mọi hoạt động xây dựng địa phương, nhất là với phong trào xây dựng nông thôn mới. Khi địa phương phát động hiến đất, mở đường giao thông, ông Dũng vận động người thân hiến hơn 1.000 mét vuông. Hồi đó con đường đây thì rất là nhỏ, nên là được sự nhà nước trên địa phương xã là vận động là các hộ, trước hết là các hộ là gia đình là cựu chiến binh, phải gương mẫu đi đầu. Đảng viên viên đi trước làng nước theo sau thì gia đình thì đóng góp là cũng 1.000 mét đường giao thông nông thôn. Kế bên mình cũng vận động là hội viên cựu chiến binh ở đây là phạm vi của ấp này, trên tuyến đường này thì người ta cũng ủng hộ để mà mở rộng đường giao thông nông thôn. Đồng thời một là tạo điều kiện cho nông sản hàng hóa, lương thực, lúa, tới mùa là lúa, xe đồ vận chuyển cho dễ. Cái nữa là học sinh đi là khỏi lầy lậu, đi đến trường là rất là dễ dàng. Ông Lê Tranh, thương binh 4/4 ở xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, được nhiều người cả trong và ngoài địa phương biết đến. Tham gia cách mạng từ khi còn rất trẻ, ông Tranh đã đảm trách vai trò tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 445, đơn vị chủ lực của Bà Rịa Vũng Tàu. Bị thương tích đầy mình trên cơ thể ông, giờ vẫn còn nhiều mảnh đạn không thể lấy ra, nhiều vết thương vẫn đau nhức khi trở gió. Vậy mà người thương binh 4/4 này chưa hề cho phép mình nghỉ ngơi. Vợ chồng ông luôn cực lực lao động, ổn định cuộc sống gia đình, đồng thời tiếp tục đóng góp xây dựng địa phương. Chính ông là người đi đầu hiến hơn 1.000 mét vuông đất để mở rộng đường giao thông nông thôn, và tinh thần tiên phong của ông đã thúc đẩy nhiều gia đình ở xã Long Tân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Hiến đất góp công sức xây dựng hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội trên địa bàn. Cái giao thông người ta là mở rộng ra, làm đường đi cho nó sạch sẽ, thoải mái hơn. Rồi bà con đi chợ rồi đó cũng dễ dàng, không đa đồ xe đạp đồ đi nó khỏe hơn. Đó cho nên đó, bà con đó, nghe tôi đi là người ta làm đàng hoàng cho. Thì cuối cùng nói đúng là ông Năm nói cũng chính xác, làm rất đẹp. Đó, có đường đi khỏi sình lầy. Các hộ đình sách đã hiến đất đai, hoa màu để mở rộng các tuyến đường thông thôn, rồi các tuyến đường tiến kinh buôn nội đồng. Bên cạnh đó thì gia đình chính sách cũng đã là phối hợp với đây các ban ngành đoàn thể ở địa phương tuyên truyền vận động nhân dân là chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật, nhà nước, đặc biệt là trong vấn đề là về vệ sinh môi trường,
rồi tham gia các tổ chức hội đoàn thể ở ấp. Qua đó thì đã thực hiện tốt với cùng địa phương xây dựng thành công cái xã nông thôn mới. Huyện Đất Đỏ có hơn 500 gia đình chính sách và hiện hầu hết gia đình chính sách trên địa bàn đều phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia lao động sản xuất, đóng góp công sức xây dựng quê hương. Đáng ghi nhận là ý chí tự lực tự cường của nhiều gia đình chính sách đã góp phần đáng kể vào kết quả. 99% gia đình thuộc diện chính sách đã có mức sống từ trung bình trở lên. Trên 30% gia đình chính sách có con em là cốt cán tại địa phương. Nhiều thương bệnh binh, người có công còn là tấm gương điển hình vượt khó làm giàu. Đặc biệt trong phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, các gia đình chính sách đã hiến hàng ngàn hecta đất trồng hoa màu, cây trái và hàng trăm ngày công lao động để mở rộng đường giao thông nông thôn, mở rộng kênh mương nội đồng. Sự đóng góp của các gia đình chính sách tại huyện Đất Đỏ thêm lần nữa khẳng định các đối tượng gia đình chính sách luôn phát huy truyền thống cách mạng để ở thời kỳ nào, hoàn cảnh nào vẫn thấm đẫm tinh thần vì quê hương, đất nước. Thưa quý vị, cùng với việc dạy văn hóa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em Long Hải, huyện Long Điền còn tổ chức tư vấn, hướng nghiệp và dạy các kỹ năng nghề nghiệp cho trẻ. Từ đây, nhiều em dễ dàng hòa nhập hơn với cộng đồng. Trực tiếp đứng lớp dạy nghề may tại Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em Long Hải, huyện Long Điền từ năm 2012, cô Bạch Thị Lệ đã tận tình hướng dẫn các em nhỏ nắm bắt những kỹ năng căn bản của nghề, làm hành trang cho tương lai. Mời quý vị cùng làm quen với cô giáo tận tâm này nhé! Đây là lớp học nghề may ở Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em Long Hải. Cô Bạch Thị Lệ đang tận tình hướng dẫn các em nhỏ những kỹ thuật may cơ bản. Lớp dạy nghề may có hơn chục em từ 12 tuổi trở lên. Chương trình học được chia làm 2 buổi một ngày để các em có thể vừa học phụ đạo văn hóa một buổi, vừa học nghề một buổi. Học viên theo học nghề may tại Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em Long Hải đều có hoàn cảnh khó khăn, phải bỏ học từ nhỏ, phụ giúp gia đình kiếm sống. Bằng trách nhiệm và cả tình thương yêu dành cho những em nhỏ sớm chịu nhiều thiệt thòi, cô Lệ luôn tận tâm, tận lực, kiên trì hướng dẫn, nên hầu hết học viên thạo nghề rất nhanh. Dạ, con muốn học nghề may để sau này con ra ngoài để con kiếm nghề nghiệp để làm, với lo cho gia đình. Với cô dạy rất tận tình, cô giúp đỡ cho tụi con, chỉ bảo rất tốt. Dạ, con hứa với con sẽ cố gắng học để thành người. Thế mà giờ học là cô chỉ bảo rất tận tình. Là con hứa sẽ làm học tập thật tốt. Hơn 7 năm gắn bó với lớp dạy may ở Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em Long Hải, cô Bạch Thị Lệ đã giúp cho hàng chục em sau khi tốt nghiệp nghề có thể vững vàng tìm công việc để tự nuôi sống bản thân và còn phụ giúp gia đình. Có nhiều em được nhận vào làm trong các nhà máy, xí nghiệp. Và cũng có những em tự mở cơ sở may tại nhà. Cái suy nghĩ của em là vô đây những cái bé như vậy, chẳng hạn như là nó gia đình khó khăn, bé không thể nào ra ngoài bé học được một coi, thì em quyết lòng vô đem vậy cho bé để sau này bé có cái nghề thì ra ngoài bé nuôi sống bản thân của bé, rồi dù giúp gia đình. Vô đây thì những bé này nó không giống như những đứa trẻ ngoài, chẳng hạn như những bé nó không có bình thường, mình cũng thấy nó khác lạ hơn ngoài, mình cũng ngạc nhiên, nhưng mà từ dần khúc đó mình cũng phải quen mình là mình dạy cho bé nó có thể. Dù bé học năm nay không được sang năm, cái khoảng thời gian xa đó, mình cũng có thể đào tạo cho bé. Tới đó bé cũng thành công trong việc may ra. Rất vui và mình cũng mãn nguyện, mình sẽ hứa trong lòng và tiếp tục làm công việc này để đào tạo những bé tiếp theo. Công tác hướng nghiệp dạy nghề cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn ở Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em Long Hải thời gian qua đã có kết quả tích cực, tạo nền tảng cho nhiều em nhỏ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không chỉ vững vàng hòa nhập cuộc sống mà còn sống hữu ích. Kết quả này có sự đóng góp rất lớn của cô giáo Bạch Thị Lệ. Thế giới 24 giờ qua có những gì? Quý vị hãy cùng chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Đột phá về thỏa thuận thương mại Nhật Bản và EU. Singapore Airlines, hãng hàng không tốt nhất thế giới năm 2018. Trung Quốc thử nghiệm thuốc điều trị bệnh Alzheimer. Ngày quốc tế Emoji. Bản tin thế giới 360 độ bắt đầu bằng thông tin kinh tế.
Thưa quý vị, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu EU và Nhật Bản đã ký kết thỏa thuận tự do thương mại, xóa bỏ hàng rào thuế quan giữa hai bên. Đây được xem là bước đột phá lớn trong quan hệ thương mại giữa hai bên sau 5 năm đàm phán. Theo thỏa thuận, Nhật Bản sẽ xóa bỏ thuế đối với 94% tất cả các hàng nhập khẩu từ EU, còn EU sẽ xóa bỏ thuế đối với 99% hàng nhập khẩu từ Nhật Bản. Đối với các sản phẩm chủ lực của Nhật Bản như TV và ô tô, EU sẽ xóa bỏ thuế lần lượt sau 6 năm và 8 năm kể từ khi thỏa thuận có hiệu lực. Nhật Bản và EU sẽ thuyết phục để cơ quan lập pháp hai bên phê chuẩn thỏa thuận tự do thương mại giữa hai bên để sớm đưa thỏa thuận này có hiệu lực vào cuối tháng 3 năm 2019. Thỏa thuận tự do thương mại Nhật Bản-EU sẽ tạo ra một trong những khối kinh tế lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 30% GDP toàn cầu với khoảng 600 triệu dân. Chuyển sang các thông tin trong lĩnh vực hàng không và ô tô. Thưa quý vị, giải thưởng toàn cầu Skytrax được ví như là giải Oscar của ngành hàng không vừa công bố bảng xếp hạng các hãng hàng không tốt nhất thế giới. Năm nay vị trí đầu tiên thuộc về Singapore Airlines. Vị trí các hãng hàng không tốt nhất thế giới thứ 2 và thứ 3 thuộc về Qatar Airways và ANA, All Nippon Airways, Emirates. Tổ chức Skytrax đánh giá các hãng hàng không dựa theo khảo sát của gần 21 triệu khách hàng trên toàn thế giới từ hơn 105 quốc gia. Skytrax thành lập từ năm 1989 tại thủ đô London, chuyên điều tra và nghiên cứu về sản phẩm, dịch vụ và hành khách của các hãng hàng không, liên minh hàng không, sân bay và các nhà cung ứng vận tải hàng không trên toàn cầu. Skytrax quản lý hai chương trình khảo sát khách hàng thường niên liên quan đến các hãng hàng không và các sân bay trên thế giới. Diễn ra từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 7, triển lãm hàng không quốc tế Farnborough 2018 được tổ chức 2 năm một lần tại Farnborough của Anh. Đây là một trong những triển lãm sản phẩm và công nghệ hàng không lớn nhất thế giới. Triển lãm năm nay thu hút các tên tuổi lớn nhất trong lĩnh vực hàng không toàn cầu tham gia như Airbus và Boeing. Đáng chú ý tại sự kiện này là việc Bộ Quốc phòng Anh công bố mẫu máy bay chiến đấu mới có tên gọi là Tempest. Ngoài máy bay thương mại, nhiều mẫu máy bay quân sự cũng được trưng bày tại triển lãm hàng không Farnborough. Với thiết kế có thể phục vụ tới 100 triệu hành khách mỗi năm, sân bay mới có tổng đầu tư lên tới 12 tỷ đô la Mỹ của Bắc Kinh sẽ được trang bị công nghệ giám sát tối tân nhất nhằm giảm tải tình trạng tắc nghẽn ở khu vực an ninh và thủ tục nhập cư. Công ty khởi nghiệp trong ngành trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc là Jitu đã giành hợp đồng cung cấp công nghệ nhận dạng khuôn mặt cho sân bay nhờ các camera liên kết với hệ thống dữ liệu quốc gia. Thông qua máy tính, các nhân viên sân bay còn có thể kết nối du khách với thông tin hành lý của họ. Điều này sẽ góp phần hạn chế tình trạng hành lý bị thất lạc, cũng như tăng hiệu quả cho công tác an ninh. Buổi thử nghiệm xe bus không người lái được tổ chức tại quảng trường thời đại thành phố New York. Mẫu xe bus B1 được thiết kế để vận chuyển trong các sân bay, trường đại học, công viên giải trí hoặc trung tâm đô thị. Xe bus này có thể chở một lúc 20 người. Công ty COS, chủ sở hữu xe bus B1, đã nghiên cứu công nghệ xe tự động trong 15 năm qua. Dự kiến những xe bus tự động đầu tiên sẽ được công ty này cho ra mắt vào năm sau. Những thông tin trong lĩnh vực y học sẽ tiếp tục bản tin thế giới 360 độ. Thưa quý vị, một nhóm các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm giai đoạn 3 thuốc điều trị bệnh Alzheimer. Đây được xem là bước đột phá trong phương pháp điều trị căn bệnh mất trí nhớ này. Thuốc CV-971 được chiết xuất từ tảo nâu do nhà nghiên cứu của Đại học Đại Dương Trung Quốc, Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc và Công ty Dược phẩm Green Valley phát triển. Đây là lần thứ 3 và cũng là lần cuối cùng các nhà nghiên cứu tiến hành thử nghiệm loại thuốc này trước khi bán trên thị trường. Qua quá trình thử nghiệm, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra tính hiệu quả và an toàn của thuốc trong điều trị bệnh nhân bị Alzheimer từ mức độ nhẹ đến trung bình. Trước đó, họ tiến hành thí nghiệm trên động vật cho thấy loại thuốc mới có thể điều chỉnh hệ miễn dịch của bệnh nhân, giảm viêm thần kinh và cải thiện nhận thức. Hiện nay trên thế giới có khoảng 48 triệu người mắc bệnh Alzheimer và con số này dự kiến sẽ tăng lên khi thế giới đối mặt với tình trạng già hóa dân số. Những con thiên Nga đã trở thành biểu tượng hòa bình trên dòng sông Thames tại thủ đô London của Vương quốc Anh và việc kiểm tra sức khỏe định kỳ cho những con thiên Nga này được tiến hành hàng năm nhằm đảm bảo sự duy trì nòi giống. Công việc này được tiến hành bằng tất cả sự trân trọng của những người dân London. Năm nay, đoàn chuyên gia tiến hành đếm số lượng thiên Nga trưởng thành và gắn thiết bị định vị theo dõi sức khỏe cho những con thiên Nga này. Việc theo dõi sức khỏe của những cư dân truyền thống trên dòng sông Thames đã thu hút sự theo dõi của nhiều người dân London. Quý vị đừng bỏ qua những thông tin về văn hóa giải trí sau đây. Thưa quý vị, tuy được sử dụng hàng ngày nhưng mà có rất nhiều sự thật thú vị đằng sau hình ảnh biểu tượng thể hiện cảm xúc hay còn gọi là emoji mà không phải ấy ai cũng biết.
Theo một thống kê nhỏ, trong ngày quốc tế emoji năm nay, mỗi ngày có đến 5 tỷ emoji được gửi đi trên Facebook Messenger, trong đó có 1 tỷ tin nhắn không có văn bản đi kèm. Dự báo đến giữa năm 2015, khoảng một nửa số bình luận trên Instagram đều có chứa emoji. Thống trị đế chế emoji là biểu tượng cười ra nước mắt. Đây là emoji được sử dụng nhiều nhất trên Google, Facebook và Twitter trong nhiều năm liên tiếp. Thậm chí emoji còn được thêm vào từ điển Oxford vào năm 2015. Trong ngày này, nhiều hoạt động trao giải và bình chọn cũng như trào lưu, trò chơi liên quan đến emoji sẽ được tổ chức trên các diễn đàn và mạng xã hội với sự hưởng ứng của cư dân mạng trên toàn thế giới. Những món quà, những đồ dùng cá nhân bao gồm những bản vẽ, album cùng với quần áo, kính mát, các giải thưởng gắn liền với những năm tháng cuộc đời của danh ca Kurt Cobain đã được trưng bày tại một triển lãm ở Newbridge của Anh. Kurt Donald Cobain là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất trong thập niên 80 của nước Mỹ, được biết đến với vai trò là ca sĩ chính, nhạc sĩ và tay chơi guitar của ban nhạc Nirvana. Có thể kể đến những tác phẩm nổi tiếng của Nirvana như album Nevermind với ca khúc Smell Like Teen Spirit. Ngay từ album đầu tiên, nhóm nhạc đã bán được 25 triệu đĩa tại Mỹ và 75 triệu đĩa trên toàn thế giới, trong đó Cobain đóng vai trò chính trong sự thành công này. Dù album mới ra mắt gần 2 tháng, nhưng những thành tích mà BTS của Hàn Quốc gặt hái được vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đầu năm nay, Hiệp hội ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc công bố một hệ thống chứng nhận mới ở Gaochart. Mới đây, Gaochart công bố nghệ sĩ đầu tiên đạt chứng nhận Million. Và kết quả không mấy bất ngờ khi cái tên BTS được xướng lên. Album Love Yourself, Tear của ban nhạc này đã có thành tích cực kỳ xuất sắc khi bán được tổng cộng 1.664.041 bản chỉ trong 14 ngày kể từ lúc phát hành vào ngày 18 tháng 5. Những album phát hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 sẽ đạt danh hiệu Platinum khi đạt 250.000 lượt bản và được chứng nhận Million nếu bán được 1 triệu bản trở lên. Cơ sở dữ liệu được thu thập từ hệ thống iChat của Gao bao gồm 6 trang nghe nhạc trực tuyến, Naver Music, Bruce Melon, Soribada, Mnet.com và Gini. Quý vị vừa theo dõi những thông tin quốc tế được chúng tôi cập nhật trong bản tin Thế giới 360 độ. Trở lại với thông tin ngày mới là những tiêu điểm được các trang báo đề cập hôm nay. Thông tin về vụ gian lận kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại Hà Giang tiếp tục được báo Thanh Niên đề cập trong bài viết sáng nay với tiêu đề Gian lận chấm thi trung học phổ thông ở Hà Giang, bài học cay đắng. Trong bài viết, tác giả dẫn lời ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang thẳng thắn thừa nhận sự việc vừa xảy ra ở Hà Giang là bài học xương máu để ngành giáo dục đào tạo Hà Giang khắc phục trong các kỳ thi những năm tới. Đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, tuyệt đại đa số địa bàn trên cả nước, kỳ thi đã diễn ra nghiêm túc, nhưng những điều bất thường như xảy ra ở Hà Giang là những việc vô cùng xấu xí. Bộ Giáo dục Đào tạo kiên quyết xử lý nghiêm túc, không để một điểm đen như vậy làm ảnh hưởng chung tới hàng triệu thí sinh, hàng triệu gia đình. Cũng liên quan đến sự việc này, báo điện tử Vietnamnet có bài bình luận Gian lận thi cử Hà Giang, sao phanh phui quyết liệt là gì? Theo tác giả bài viết, dư luận vẫn đang tiếp tục chờ đợi những hành động tiếp theo của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc xử lý các vi phạm nghiêm trọng tại Hà Giang nói riêng và vấn đề minh bạch công bằng trong thi cử nói chung. Bởi lẽ, nếu chỉ dừng lại ở việc xử lý các đối tượng vi phạm và tiếp tục rút kinh nghiệm cho những lần thi sau, thì e rằng sẽ còn những quả bom hẹn giờ khác, có điều kín đáo, tinh vi và khó phát hiện hơn. Sáp nhập huyện, xã theo lộ trình giảm tác động đến người dân, tiêu đề bài viết được đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện xã thực hiện nghị quyết 18 của Hội nghị Trung ương 6 của Đảng nhằm góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, tinh giản biên chế, giảm tải gánh nặng ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, hoạt động này sẽ gây tác động đến người dân, nên việc sáp nhập phải thực hiện theo lộ trình, có giải pháp giảm thiểu tác động. Báo Dân Trí đăng thông tin, mua ô tô đắt thêm 100 triệu. Dân buôn cò quay, khách hàng ấm ức. Hiện nay, xe nhập khẩu về nhỏ giọt, những mẫu xe ăn khách như Honda CR-V hay Toyota Fortuner có nhu cầu lớn, nhưng nguồn cung thấp là nguyên nhân khiến cho giá bị đẩy lên. Đây là cơ hội để giới kinh doanh ô tô găm hàng làm giá. Cho dù khách có đặt cọc tiền ký hợp đồng nhưng vì không chốt thời gian giao hàng nên không thể làm gì được. Trong khi đó, hàng về, những ai trả thêm tiền và trả nhiều tiền hơn sẽ nhận được xe sớm.
Ngoài việc bị giao xe trễ, khách hàng còn phản ánh các đại lý ưu tiên giao xe sớm cho những ai mua kèm phụ kiện. Nhằm tận dụng cơ hội mà các hiệp định thương mại tự do mang lại, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang nỗ lực mở rộng thị trường xuất khẩu. Cơ quan chức năng của tỉnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp giúp doanh nghiệp thuận lợi trong sản xuất, xuất khẩu hàng hóa. Ghi nhận về điều này, báo Bà Rịa Vũng Tàu có bài Doanh nghiệp nỗ lực mở rộng thị trường xuất khẩu. Theo thông tin từ bài viết, để đạt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu hơn 4 tỷ đô la Mỹ từ nay đến cuối năm 2018, ngoài đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, giải quyết nhanh thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, Sở Công Thương sẽ phối hợp với các ngành địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư sản xuất, tạo thêm sản phẩm và dịch vụ để tạo nguồn hàng cho xuất khẩu, đặc biệt là các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Thưa quý vị, những thông tin liên quan đến kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia đang là tâm điểm chú ý nhất hiện nay, trong đó có chuyện gian lận điểm thi tại tỉnh Hà Giang. Thưa quý vị, với sự vào cuộc nhanh chóng và quyết liệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Hà Giang đã chỉ ra được sai phạm và đối tượng trực tiếp can thiệp sửa các dữ liệu bài thi nhằm thay đổi điểm số của thí sinh. Thế nhưng dư luận vẫn nghi ngờ còn nhiều đối tượng tham gia vào bê bối này chưa được gọi tên. Và ngoài Hà Giang, liệu có địa phương nào sửa các dữ liệu thi cử nữa hay không? Điều quan trọng hơn là vụ việc minh chứng cho thấy có những lỗ hổng đang tồn tại trong kỳ thi, được xem là nghiêm túc nhất trong hệ thống giáo dục. Theo thông tin từ A83, ông Vũ Trọng Lương đã sửa điểm xong 330 bài thi trong vòng gần 2 tiếng. Như vậy, chỉ mất 6 giây để phù phép một bài thi. Điều khiến dư luận đặt câu hỏi là ông Lương thực hiện hành vi gian lận này khi trong phòng vẫn có mặt của các cán bộ khác. Vậy tại sao những cán bộ này lại không biết hoặc biết mà không ngăn chặn? Ở trong một cái phòng như vậy thì một người làm có làm trong 2 tiếng đồng hồ, hai anh kia không biết. Thế thì hai anh kia nhắm mắt hay là hai kia ngủ? Mà nếu nhắm mắt hay ngủ thì cũng là phạm luật, đúng không ạ? Nhìn nhận vụ việc từ khía cạnh luật pháp, từ tính chất nghiêm trọng của vụ việc, các cơ quan chức năng cần phải điều tra đến cùng, xem một mình ông Lương hay có nhiều người khác cùng tham gia. Nếu như một quá trình điều tra thấy đây là vụ lợi trong cái việc đó, để một là cho cái thành tích của địa phương, hai là về tiền về nong, thì có thể như vừa rồi tôi nói là có thể là xử lý về mặt hình sự. Và nếu như là vi phạm vào cái điều 359 về tội làm công tác ấy, thì ngay trong đó thì cái mức hình phạt đã tăng lên là khoản 1 thì là từ 1 đến 5 năm. Tuy nhiên thì khoản 2 là với dấu hiệu có tổ chức thì ở đây đã là 3 đến 10 năm rồi, mức độ sẽ nghiêm trọng hơn. Trong khi sự việc Hà Giang đang trong quá trình điều tra thì hiện tại một số địa phương khác đã xuất hiện những thông tin sai phạm điểm thi khiến dư luận nghi ngờ. Nhiều chuyên gia cho rằng do điểm thi này dùng để xét đại học nên tác động của nó mang tính toàn quốc chứ không còn là vấn đề của địa phương. Cũng có thể phát hiện ra một số điểm bất thường ở một số môn thi, bài thi của một số khu vực khác. Và trên cơ sở đấy thì chủ động kiểm tra, và có thể là sự kiện này nó không chỉ đơn thuần xảy ra ở Hà Giang mà nó còn xảy ra ở một số địa điểm khác. Từ sự việc này cũng đã cho thấy lỗ hổng trong khâu chấm thi của trắc nghiệm mà khi bắt đầu triển khai, chính lãnh đạo ngành giáo dục khẳng định đây là phương thức tối ưu để tránh gian lận. Cuối cùng thì nó lại có một cái khe hở, và khe hở này cũng là do yếu tố con người, đúng không ạ? Do yếu tố con người. Thưa quý vị, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay diễn ra đúng vào lúc những trận lũ đổ bộ xuống một số tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó có Hà Giang, khiến cho nhân dân cả nước không khỏi xót xa. Nhưng chỉ không lâu sau đó, trận lũ thứ hai, trận lũ điểm số do chính con người gây nên đã khiến cho dư luận bàng hoàng, bởi cơn lũ điểm số gây ra những thiệt hại gấp nhiều lần trận lũ từ thiên tai. Bàng hoàng bởi ngoài công sức, tiền của, tâm huyết của hàng triệu người, thì nó còn cuốn đi thứ quan trọng nhất, đó là niềm tin của xã hội. Dư luận vẫn đang tiếp tục chờ đợi những hành động tiếp theo của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc xử lý các vi phạm nghiêm trọng tại Hà Giang nói riêng và vấn đề minh bạch, công bằng trong thi cử nói chung. Thưa quý vị, với đặc điểm tự nhiên có nhiều bãi biển đẹp, những dãy núi hùng vĩ và các di tích lịch sử nổi tiếng, huyện Đất Đỏ ngày càng thu hút nhiều khách du lịch lựa chọn làm hành trình tham quan nghỉ dưỡng kết hợp với khám phá.
Hiện nay Đất Đỏ còn có nhiều dự án du lịch đã và đang được triển khai, hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn trong tương lai gần. Chia sẻ ngày mới hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị những điểm đến tại huyện Đất Đỏ. Mời quý vị cùng tìm hiểu và khám phá nhé. Được thiên nhiên ưu đãi, huyện Đất Đỏ vừa có biển với chiều dài bờ biển 18 km. Vừa có núi, có rừng, có hệ thống di tích lịch sử đa dạng, phong phú. Và có nhiều dấu tích về hành trình mở cõi qua hệ thống đình, chùa. Cùng cảnh quan kỳ thú, môi trường khí hậu trong lành. Đặt chân đến Đất Đỏ, trước tiên du khách được hòa mình vào làn nước biển trong mát. Ở đây cùng với xóm và gia đình, thì tụi em thì cũng đi du lịch nhiều điểm mà thấy biển ở đây thì sạch đẹp và nói chung là nó cũng mới, thì cũng có nhiều người ta thích, tại vì nó đấy, mọi người cũng thấy là sạch đẹp hơn. Hôm nay tôi đến đây du lịch với gia đình, tại vì hè dẫn mấy đứa nhỏ đi á, cát ở đây cũng sạch lắm á, mà ở đây cũng vui, ở đây cũng có khá là nhiều resort mà cũng thích hợp với lại gia đình để đi á. Thì đi du lịch cùng với gia đình, bốn gia đình trong anh em đi, thì thấy tới đây rồi mới thấy đây phòng ốc thoáng mát sạch sẽ, phong cảnh thì thiên nhiên nói chung là hữu tình. Thấy chỗ nào cũng cảnh quan, thấy cũng đẹp. Núi Minh Đạm có địa thế đẹp, nên khi thiết kế tour về đây, các hãng lữ hành thường kết hợp với dã ngoại các trò chơi tập thể, băng rừng, vượt núi. Đến Đất Đỏ, không thể không đến làng chài Phước Hải, nơi lưu giữ nhiều tập tục cổ xưa của ngư dân với tục thờ cúng cá ông. Ở đây có khu nghĩa địa cá ông, một trong những nghĩa địa cá ông lớn nhất Việt Nam. Với hàng trăm mộ cá ông được ngư dân chôn cất cẩn trọng. Ngư dân tin rằng cá ông là vật linh thiêng luôn song hành cùng ngư dân trên biển để kịp thời cứu giúp người đi biển khi gặp bất trắc. Công viên tượng đài anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu cũng là điểm đến của ngày càng nhiều người dân và du khách. Đến để được hiểu, được biết thêm về người nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, cũng để tri ân những đóng góp hy sinh lớn lao của người nữ anh hùng này cho hòa bình, độc lập dân tộc. Đây còn là nơi được tổ chức đoàn chọn làm lễ kết nạp đoàn viên trong những chuyến về nguồn. Nhiều năm qua, huyện Đất Đỏ chú trọng đầu tư tôn tạo các di tích lịch sử, nhà lưu niệm và công viên tượng đài anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, đền thờ liệt sĩ Minh Đạm, hầm bí mật anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thị Đẹp, dốc cây cắm, để tạo thêm những điểm đến cho du lịch văn hóa lịch sử địa phương. Thưa quý vị, từ năm 2015 trở về trước, hoạt động du lịch của huyện Đất Đỏ vẫn còn đơn điệu nghèo nàn. Thì những năm gần đây, nhờ được đầu tư đúng mức, các dịch vụ sản phẩm du lịch của huyện Đất Đỏ đã liên tục khởi sắc. Được đánh giá là một trong những địa phương có bờ biển dài, với những bãi biển đẹp nhất tỉnh, có cảnh quan kỳ thú, có nhiều di tích lịch sử, văn hóa được xếp hạng trong tương lai gần, thì du lịch Đất Đỏ sẽ là điểm đến lý tưởng cho du khách gần xa, cũng là một trong những trung tâm du lịch biển của Bà Rịa Vũng Tàu. Thông tin về cơn bão số 3. Bão số 3 đang di chuyển sâu vào khu vực đất liền các tỉnh từ Thái Bình đến Quảng Bình và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trong hôm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20 đến 25 km/h và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào. Do ảnh hưởng của bão, ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9 và cấp 11, sóng biển cao 3 đến 5 m, biển động rất mạnh. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 19 tháng 7. Hôm nay toàn tỉnh tiếp tục có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa to kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như gió giật mạnh, lốc xoáy và sấm sét. Trường gió Tây Nam vẫn đang hoạt động mạnh và chưa có dấu hiệu suy yếu, nên thời tiết xấu sẽ duy trì trong những ngày tới. Ban ngày trời nắng gián đoạn, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Thời tiết toàn tỉnh mát mẻ. Khu vực thành phố Vũng Tàu trời nhiều mây, có mưa rào và dông. Đề phòng trong cơn dông có gió giật mạnh, ngày nắng gián đoạn. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Độ ẩm từ 70 đến 95%. Khu vực huyện Côn Đảo trời nhiều mây, có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 4, cấp 5.
nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, độ ẩm từ 65 đến 95%. Vùng biển Vũng Tàu, Côn Đảo, thời tiết xấu, trời nhiều mây, có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Tại Vũng Tàu ngày 19 tháng 7 năm 2018, mực nước cao nhất 385cm xuất hiện lúc 6 giờ 30 phút, thấp nhất 90cm xuất hiện lúc 0 giờ 15 phút. Chương trình ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình thời sự sau.